Xin chào các bạn, tôi là Phạm Chuẩn từ Space Solution Vina. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mà tạo một cái file post chuẩn cho máy CNC của bạn. Để khởi tạo cái phần post builder, chúng ta sẽ vào Windows. Ta tìm đến Cman. Ở đây chúng ta sẽ có NX Manufacturing Post Builder. Nên là nhấp đó đó và khởi động lên. Rồi, sau khi khởi động xong, chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ có các cái lựa chọn, đó là New, tạo file mới, hoặc là Open, mở cái file post của các bạn để các bạn hiệu chỉnh, chỉnh sửa. Đấy, Save thì chúng ta chưa có tác dụng. Chúng ta sẽ tạo file mới, chúng ta chọn New. Đó. Rồi, ở đây để mà tạo file post mới, chúng ta sẽ có phần post name, chúng ta đặt tên cho cái post của các bạn, ví dụ như là post 3-axis chọn như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta có thể diễn giải xuống này phần description. Đấy, mình có thể mô tả cái post của mình ở đây, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn đơn vị của cái file post này là inch hay là mm. Ở đây chúng ta sẽ chọn là mm, đúng không ạ? Rồi, tiếp nữa ở phần machine tool chúng ta sẽ có mill lathe yedm, tức là phần tạo post cho máy phay, máy tiện hay là máy cắt dây đấy, đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta đang cần tạo post cho máy phay và cái số chục của nó là 30, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có các lựa chọn đây, rất nhiều lựa chọn khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta chọn 30 đơn thuần. Đó. Tiếp đến là controller, hệ điều khiển, generic library user. Generic là chung chung và cái library thì là nó có sẵn một vài các cái lựa chọn cho mọi người. Ở đây ví dụ như là các cái hệ điều khiển khác nhau như Cman thì có Cinumaric này, đúng không ạ? Các đời. Đấy, FANUC. Đấy, ở đây có FANUC 30i này, 30i Advanced, hoặc là Haydn 2. Đấy, vân vân. Đấy, hoặc FANUC 6M này, những cái hệ điều khiển của những cái máy FANUC cũ hồi xưa đấy ạ. Đấy, những cái xưởng nhỏ nhỏ hay sẽ hay có những cái đời cũ này. Đấy, mình có thể chọn. Đấy, hoặc là vậy thì cái sự khác biệt ấy là đối với generic ấy thì cái mã EC khi mà các bạn xuất ra ấy, khi mà nội suy đường tròn ấy, nó sẽ chỉ là mã error thôi, nó không có EGK giống như thằng library này. Đó. Thì đối với cái máy đời cũ thì các bạn nên chọn là generic, còn đối với máy đời mới thì chúng ta chọn library cho tiện, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ tôi chọn ở đây là FANUC này 30i chẳng hạn, thế đúng không? Rồi, như vậy là cái phần khởi tạo xong, chúng ta chọn OK. Rồi, vào trong này chúng ta sẽ có rất nhiều thẻ. Đầu tiên là machine tool này, những cái thông số về về máy này, rồi program and tool path này. Cái thằng này sẽ là cái thằng chương trình chính của mình này, đúng không ạ? Chương trình chính, và nó sẽ có những cái tab nhỏ, tab còn đây về G code, về M code, vân vân. Đấy, rồi là tiếp theo là tab NC data definition. Đúng không? Output xuất ra như thế nào? Đấy, và Visual AC Controller, mà sẽ đi lần lượt qua từng cái tab này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tab đầu tiên là Machine Tool, những thông tin của máy. Đúng không? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái thông tin về máy như cái Linear Asset Travel Limit, tức là cái gì ạ? Cái này chính là cái giới hạn của bàn máy theo trục X, Y, Z, đúng không ạ? Cái máy của các bạn ấy, thực tế nó giới hạn như thế nào theo thông số các bạn điền vào đây, đúng thông số thì đã chuẩn, đúng không ạ? Đấy, vị trí home position là x, y, z bằng 0. Đấy, rồi linear motor resolution, cái độ phân giải của cái motor, cái độ chính xác của nó đến đến cấp số nào, đúng không ạ? Đây là cấp hàng nghìn hay hàng trăm, đúng không ạ? Và cái tốc độ g0 ấy, tốc độ g0 tối đa, traversal feed rate, tốc độ tối đa của cái trục chính đấy g0 là bao nhiêu,
thì các bạn cũng có thể điền vào đây, đúng không ạ?